làm theo ý họ. Có nhiều khi mà họ không vui, họ không cho những bạn có gì, những bạn lén chơi á, họ có thể họ đánh nhiều lắm. Đi đánh hả? Vâng, họ đánh rất là nhiều, họ dùng cây thước bạn và đánh rất là nhiều. Đi ngày họ vẫn cho ăn bột cửng, nhưng mà 2-3 ngày thì cứ đi toilet tại tiện trên đó luôn. 2-3 ngày thì họ mới mở cửa hay dọn một lần, kiểu như vậy. Đi vệ sinh đồ trong đó luôn. Khoảng thời gian đối với em đó thì sống ở Myanmar, em có nói với anh đó và chia sẻ với Phong rằng đó, và em cũng đã từng nói với chị Tưởng ở đó sống chẳng khác nào là địa ngục của trần gian. Những cái ngày tháng đó đối với em nó chắc có lẽ là nó sẽ không bao giờ quên được đối với bản thân của em. Và em có thể là chia sẻ những cái ngày tháng sống ở trong đó về cái những cái cảnh ở trong đó cho mọi người biết được không Trang? Thật sự là em biết nói gì, chắc có lẽ là không phải gì riêng chỗ của em đâu, nhưng mà vẫn có rất là nhiều chỗ khác và vẫn có những người chủ tốt, nhưng mà đa phần là người chiếm, người ở đó chủ là Trung Quốc họ đã thống trị hết rồi anh. Khi mà vô đó là mình sẽ bị nhốt ở trong một căn nhà đó, tại vì khi bản thân em á lại bị bán vô công ty, còn vẫn có nhiều người làm ở quán. Em nghe nói làm ở quán là những có hàng phong phố và ngồi ở đó làm, còn em là bị bán vô công ty. Và thì sáng thì ngủ tới chiều thì ăn xong rồi 10 giờ đêm lại sẽ hoạt động đi làm, và lúc đó đi làm thì sẽ xuống họp, xong rồi sẽ bị bảo an kiểm tra người là không có được đem theo điện thoại gì hết. Xong rồi đến giờ đi làm là có người chở đi xe đi đến công ty, lại có người xếp người nữa, và có người dẫn vô đến chỗ làm xong rồi đến ngày sáng về thôi. Cái việc mà em làm ở trong đó thì em có được giữ tiền không? Dạ không, tiền lương là chủ giữ hết. Chủ giữ? Chỉ có tiền bo thôi, nhưng mà không có em nợ nhiều, có tiền bo là em trả hết. Những ngày mà tiếp khách mà không đạt cái doanh số thì như thế nào? Dạ, em chưa có bị cái lúc đó, tại vì đa số là khách sẽ chọn trước. Sao? Đa số khách sẽ chọn trước. À. Và trước đây anh cũng đã có từng với Phong là cũng đã từng đưa một cái nhân vật về, chắc có lẽ là Tình cũng biết đó. Đó là chị Duyên ở Campuchia. Cũng đã từng bị gạt lúc 13 tuổi và phải đem bán vô một cái nơi để mà bắt buộc phải tiếp khách từ lúc rất là nhỏ ngay tại đất nước Campuchia. Thì chị nói rằng á là nếu như mà ngày không chịu làm, những ngày đầu qua không chịu làm á thì sẽ bị chơi ma túy đá hoặc là chích. Thì em có bị cái tình trạng đó không, và em có thể chia sẻ với mọi người không Trang? Em có ngày đầu tiên mà vì không gì hợp tác thì họ kêu là chơi đá đi. Ủa chơi ke ma túy. Lúc đó là em, tại vì trước giờ em chưa từng xuống, chắc cái thích thuốc em cũng không biết nữa. Em bị sốc á, nói em sốc em đỏ không được, nhưng mà vẫn bị ép đi làm. Anh ơi cho em miếng giấy đi với anh. Hết rồi, về tới đây là hết rồi. Về đây là xong hết rồi. Vẫn có những bạn, vẫn có những bạn mà họ dùng ma túy á, mấy đá, mấy ke họ cho chơi. Nhưng mà chơi xong rồi á là làm theo khách và làm theo ý họ. Có nhiều khi mà họ không vui, họ không cho những bạn có gì, những bạn lén chơi á, họ có hiện họ đánh nhiều lắm. Đi đánh hả? Vâng, họ đánh rất là nhiều, họ dùng cây thước bạn và đánh rất là nhiều. Họ bị tra tấn như thế nào, có thể chia sẻ được không? Rồi đánh họ càng đánh mà mình càng đánh nghĩ càng khóc thì họ càng đánh. Nhưng mà lúc đó những bạn đó là em mới từng chứng kiến là họ đang chơi đồ đó,
cho nên là họ kiểu họ ngáo ngáo hết, cho nên là càng bị đánh nữa và bị nhốt vô một căn phòng. Đề ngày họ vẫn cho ăn bột cứng, nhưng mà 2-3 ngày thì cứ đi toilet đại tiện trên đó luôn, 2-3 ngày thì họ mới mở cửa ra dọn một lần kiểu như vậy, đi vệ sinh đồ trong đó luôn. Ôi trời, có nghĩa là đánh xong rồi nhốt vô một cái căn phòng biệt lập và đi vệ sinh đồ ăn uống đồ tại chỗ luôn, rồi 2-3 ngày họ mới vô dọn một lần. Khi mà em chứng kiến được cảnh đó thì như thế nào? Em chỉ biết ngồi con ngơ thôi, em cũng không dám khóc nữa, tại vì họ ghét khóc lắm. Em chỉ biết ngồi thôi, nếu gì mà tại vì ngồi họp là họ đánh trước mặt mình đó để răn đe. Đánh dằn mặt đúng không? Họ đánh những em mà em bị đánh thì em chỉ biết nhắm mắt thôi. Em có bị đánh không Trang? Và đối với em một cái khoảng thời gian đó em cho rằng là địa ngục của trần gian, thì cái có một cái ngày nào mà em bị đánh gọi là thừa sống như chết như là những bạn mà anh Phong đã từng đưa về? Em mà đánh thừa sống như chết thì em vẫn còn sức chịu được, đau lắm tại vì cái cây bự như thế này họ đánh, họ cứ đánh hết sức thôi. Nhưng mà tại vì tiếng người chung á em cũng không biết nữa, nhưng mà người dịch á thì có nhiều khi họ dịch đúng hoặc dịch sai á. Và em nghe quá lần có người thương em á, ở đó họ nói mày nói như thế nào thì nó dịch lại khác như vậy, là nên em bị đánh nhiều nữa. Và những khi mà viên chủ và những người mở chung phòng á, họ là một phe á, lại tra tấn tinh thần, chửi mắng hành hạ mỗi ngày, em chịu không nổi. Em với lại Trang thì có mấy người con? Một người con. Bao nhiêu tuổi rồi Tịnh? 7 tuổi. Trai hay gái? Gái. Đang học lớp 2 rồi bị dịch đó, rồi nó không có cho bé nó học được nữa, nên phải trễ 1 năm là đang học lớp 1. Rồi bây giờ mẹ nó chị bây giờ không có cho nó học được tiếp tục, cho nên giờ đang nghỉ học. Nó hiện tại đang trễ 1 năm. Và hiện nay đang ở với bà ngoại thì dạ, sao em? Hiện nay thì em đã về thì ở đó thì người ta còn có siết nợ mà gia đình mình nữa không? Thôi thì cũng có bên bà ngoại, ông bà ngoại ở dưới á là gửi về để hỗ trợ tiền cậy bán đất á, gạt nên phải nhờ bà bán đất của bà ngoại. Thì anh thấy hình như là Trang vẫn chưa lấy lại được cái tinh thần, còn đang bị rất là sốc đúng không Trang? Về tới đây là mong xuống với cô liền để gặp được cô, phụ giúp cô. Từ nhà Trang, từ thành phố Vinh á thì em về xe đến mấy tiếng mới tới? Em đi từ lúc 9 giờ trưa trước, khoảng 12 giờ trưa em sao. So ra thì nhà xe đi chậm hơn. Hiện nay thì hai vợ chồng á thì đang ở chỗ nào? Dạ, ở mà hiện tại ở trên Bình Đức. Bình Đức của Bình Dương. Dạ, Thuận An. Dĩ An. Thuận An. Thuận An. Thuận An. Thuận An. Thuận An. Dạ. Thì hai vợ chồng của họ còn tiền bạc gì không? Em muốn cứ chia sẻ đi. Hiện tại thì vẫn còn được khoảng 2 triệu mấy. Tiền mức tiền xe cuối cùng là em gửi cho người ta là tiền mạnh đã hết luôn rồi đó. Còn lại được 2 triệu mấy. Tiền chuộc thì 400 mấy chục triệu.
Phong chia sẻ với anh á là em đã từng hai lần, em đã từng hai lần em tự tìm đến cái chết. Và em có thể chia sẻ cho cô bác với anh chị biết được. Tại vì lúc đó em áp lực lắm. Có một lần em biết gia đình em khổ quá, không có khả năng nào chuộc, thay vì cái số tiền đó chuộc em thì có thể trả nợ. Giờ chồng em lúc đó chưa gặp được anh Phong, cầu cứu rất là nhiều người. Và thậm chí có những người mà đuổi chồng em đi nữa, nó em còn hy vọng. Em cảm thấy á, mình đi để mình tìm đường, để lo phụ giúp gia đình và kiếm một tương lai tốt cho con mình. Nhưng mà cuối cùng lại không được như vậy. Giờ phải chồng mình phải cầu cứu khắp nơi để chuộc mình nữa. Cho nên là em tuyệt vọng. Vì em ngày đầu tiên em đi làm em lại gặp thảm quá, nên là em tuyệt vọng. Em uống thuốc, em nhớ là em uống 30 viên thuốc giảm cân. Rồi lúc đó là em xỉu rồi, cuối cùng em không thở được á. Rồi cho nên là chở em đi xúc buộc ở bệnh viện. Lúc đó là em nhớ lấy cái ống mà thọc vô mũi, chứ không phải là thọc vô miệng, thọc vô mũi mà găm vô đây để hút những cái đồ đó ra. Mà tại vì em uống nhiều quá, họ phải hút hai lần và hút hết. Nhưng mà tưởng em lúc đó em yếu lắm. Hút hết 30 viên thuốc ra luôn. Lúc đó là thuốc em đã uống bao nhiêu tiếng rồi? Dạ, lúc đó em uống khoảng tầm 4 tiếng. Sao họ phát hiện em uống thuốc? Tại vì lúc đó là họ vô họ kêu á. Họ kêu lúc vậy làm gì mà em cũng không nhớ rõ. Tại vì lúc đó là em sụi lơ rồi. Thế là họ thấy vậy họ chở, bóc chở em đi. Giờ họ về thì khoảng 2 hôm sau á, bị những lời dèm pha chế nhiễu của những người trong phòng á, họ ác lắm, cùng đồng lõa với nhau. Nhưng mà họ lúc nào cũng chỉ mắng chửi mình thôi, không khác gì người Trung Quốc hết. Cho nên là em lại tiếp tục. Lúc đó trong người em còn, em gom tất cả thuốc tổng cộng là khoảng tầm hơn 20 viên, và em quyết định uống thêm một lần nữa. Nhưng mà em lại không chết được. Anh ơi, cho em một chiếc xà bé này. Thì lúc mà họ đem ra xúc thuốc em á, thì lúc đó em bị mê man luôn ngay sau Trang. Em biết trong người em sốt mũi, em đau lắm. Nhưng mà em mệt quá, em không thể tự động được. Đâu mà em sốt xong nghỉ khoảng 2 tiếng sau em mới dần tỉnh lại. Sau cái đợt đó thì họ có đánh đập em không? Họ có răn đe gì em không? Dạ có. Thì họ bắt chuột không là họ sẽ bán, bán đi chỗ khác. Và có một lần thì họ có đưa em lên trên kia họ bán. Họ nói là nếu gia đình mày không chuộc á là tao sẽ bán mày. Thì lúc đó em có hứa là 3 ngày. Nhưng mà 3 ngày không có đủ số tiền để chuộc. Cho nên là em, họ đưa em lên đó. Và ở đó thì em đi làm ngày đầu tiên á, em được khách cho là một bạn với 600 đồng. Em mua đồ còn 600 đồng. Hôm sau họ lên, họ nói là mày đưa cho tao cái số tiền này thì tao đón mày về, mày ngoan mày làm cho tao, không là tao sẽ bán mày luôn. Thì lúc đó em chỉ suy nghĩ là nếu mà em trả được một bạn thì trừ lại em cũng nợ khoảng 14 bạn. Cho nên là em đưa luôn cái số tiền em được cho đó cho họ, rồi họ đón em về. Em còn nợ y cái số tiền là 10 bạn, hơn 10 bạn. Còn cái lần thứ hai em tự tử là khi nào? Dạ, lần thứ hai là lúc mà em bị trong phòng chế nhiễu á. Và em bị họ hăm dọa bán, rồi em bị thấy chửi mắng tới ngày. Vì em thấy những người bạn em bị đánh á, em bị áp lực, em bị không nổi. Thì lúc đó em bị cái người mà ở chung phòng họ chửi nữa. Họ kiểu như họ dùng những lời lẽ mà họ sỉ nhục mình á. Rồi lúc đó em bị khóc, em bị tán nữa. Rồi họ rất là ghét khóc. Em bị khóc, em bị tán. Nhưng mà em kiệt sức lắm rồi. Em gom tất cả thuốc trong người, thuốc số, thuốc đau bụng, thuốc này gom tất cả là em mấy viên vậy uống. Nhưng lần đó em chỉ mệt thôi. Giờ họ cũng không có chở em đi cấp cứu. Giờ
là lúc đó là em uống xong là khoảng 2-3 ngày sau là em được chở lên đi bán. Cái câu chuyện của Trang nó dài tập như một cái cuốn phim, và cái câu chuyện bên cạnh đó thì cái câu chuyện về tình người mà luôn mong muốn vợ mình về.